Hôm nay trường ta xanh nhiều đó, cũng như tím cũng khá là nhiều, đặc biệt nhất V30 cũng đã có hai mã phiếu tím. Nhưng câu chuyện ở đây nó lại lặp lại cái câu chuyện của ngày hôm qua và ngày hôm trước nữa. Đó là tập trung một kéo cuối phiên. Và đặc biệt nhất mọi người để ý cái phiên LC mọi người thấy rõ, đặc biệt nhất nhiều mã phiếu ở cuối phiên LC thì bị kéo cực kỳ nhanh. Mọi người thấy nhá, một số mã phiếu như là Thế Giới Động này, có một mã phiếu được kéo lại ở cuối phiên. Khi ở ba ngày gần đây nhất này, cái nến nó toàn là cái nến doji rút chân và đều rút chân ở phiên ATC cả. Rất nhiều mã phiếu đều như vậy cả. Và nếu mọi người còn chưa biết cái câu chuyện này thật sự như thế nào thì mọi người hãy quay trở lại và link cái trang 24 giờ money, mọi người gõ đó là đây, gọi là Trọng Thị nhá, thì mọi người sẽ thấy được cái kênh của em. Cái đây mọi người sẽ đọc bài viết đầu tiên luôn, bài viết này đang ở trong top tình hành luôn, mọi người sẽ đọc là hiểu được câu chuyện tại sao như vậy. Thì trong room VIP cộng đồng em chia sẻ rồi, nhưng đây em làm một bài viết rõ ràng hơn để nói cho mọi người luôn. Thì video này sẽ gồm có hai phần. Thì phần đầu tiên sẽ phân tích cho mọi người là thị trường trong ngày hôm nay như thế nào, và phần thứ hai phân tích cho mọi người câu chuyện đó là bắt đáy. Thời gian vừa qua chắc chắn rất nhiều người bắt đáy, nào là Loverland này, nào là Phát Đạt này, nào là HBX này, và đấy nhất là mã phiếu View. Thì nó cùng phân tích kỹ hơn cái vấn đề nó bắt đáy như thế nào, diễn biến như thế nào nhá. Thì chào mọi người đến với channel Người Đọc Chứng Khoán, và em là Nguyễn Trọng Thiện. Thì hôm nay rất vui làm video cho mọi người. Thì không biết rằng có thời gian sau có được làm video cho mọi người không, nhưng mà cứ làm video cho mọi người là em thấy vui rồi. Thì rất mong mọi người hãy bấm thời gian, nếu thích video của em Thiện, nhớ đăng ký kênh này nhá. Thì những điều này sẽ lan tỏa với nhiều người hơn, và cũng như đó lời cảm ơn đến cho em Thiện cũng sẽ cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì đầu tiên chúng ta nói một tí đó là về vấn đề thị trường. Thì mọi người biết đó, thị trường chúng ta thì thực sự là vẫn trong kịch bản cũ, không thay đổi gì cả, thực sự không thay đổi gì cả. Chúng ta cũng thấy được rồi, vẫn tiếp tục nằm dưới đường MA20. Tại vì đường MA20 hiện tại thị trường chúng ta thì đang có dịu là kéo gọi là kéo đường MA20 lên trên. Do quá trình trước đó chúng ta kéo lên trên, thì theo cái tục đến chiều đó thì đường MA20 chúng ta cũng sẽ kéo lên trên. Thì một số cổ phiếu cũng như cả thị trường chúng ta hiện tại cũng đang nằm dưới đường MA20 và cũng đang đi theo đường MA20, tức là cố gắng đi nương theo đường 20, đường 20 đang dốc lên thì nó cũng sẽ đi nương theo. Nhưng mà khi đường 20 chúng ta đảo chiều một cái thì chưa chắc là còn nương được hay không. Đó, khoảng đặt ra như vậy. Mình thấy này, những cái đoạn này. Cái đoạn này là những cái đoạn mà trước đó nhá, để em xóa cái này. Đó. Thấy này, trước đó là chúng ta đã từng có những phiên đường 20 ta nương lên trên này thì giá chúng ta vẫn phải nằm ở dưới và cứ nương theo. Và khi nào đường 20 chúng ta đảo chiều một cái thì giá nó cũng cắm xuống luôn. Rất nhiều lần như vậy nha mọi người, chứ không phải gần đây đâu, rất nhiều lần như vậy, cho nên chúng ta phải biết được là cái kết cấu hình thành của đường 20 như thế nào và nó sẽ vận động như thế nào và câu chuyện nó sẽ như thế nào. Đó, chúng ta sẽ biết được, chúng ta sẽ tránh được những cú giảm vân vân như vậy. Nó mà kéo lịch sử rất nhiều lần như vậy. Một số mã phiếu tương đồng như vậy không khác gì đâu mọi người, cổ phiếu sẽ tương đồng như vậy. Đây, mọi người sẽ thấy nhá. Đó, khi mà nó thủng rồi này, nó vẫn tiếp tục đi tích lũy ở dưới để nó đợi cho đường 20 nó cắm đầu xuống giảm đã thì nó với lương giảm theo. Thì nó luôn như vậy, cho nên chúng ta cứ bình tĩnh, tự tin. Không việc gì chúng ta phải vào vội đoạn bây giờ. Chúng ta dù gì cũng đã kết thúc một năm phải nói không hoàn chỉnh lắm, khi mà có nhiều cái đoạn gọi là thị trường ta cực kỳ gặp khó khăn. Và cũng mong rằng là năm 2023 thì chúng ta sẽ tốt dần lên để cho nhiều anh chị có lãi, có nhiều lợi nhuận hơn. Thì chúng ta nói một tí về trường chúng ta này. Thì hôm nay thì có nhận định cho khách hàng như sau, đó là cũng không mua bán gì cả, đi uống cà phê rồi tiếp tục chờ đợi những thời cơ tốt hơn thì chúng ta sẽ giảm về những vùng hỗ trợ nào chúng ta mua. Bây giờ chúng ta vẫn chưa mua. Tiếp tục canh hạ nếu trường ta hồi lên. Và kịch bản quay trở lại, mọi người nhớ kịch bản này không? Kịch bản này là kịch bản mà trước đó em đã nói vào cái thời điểm đó, vào tháng 11 này, đầu tháng 11 thì cũng đã phân tích cho mọi người rồi. Đó là rất có khả năng thì trường ta cũng sẽ tạo ra một con sóng năm khá là giống 508 quanh vùng này. Và nhìn chung thì hiện tại cũng đã một cái phiên sóng hồi cực kỳ chuẩn luôn. Về đúng cái số 4 em vẽ đây là vùng 1100, đó y xì luôn. Và sau đó cắm đầu giảm lại này. Và cắm đầu giảm lại không, ta không biết nha, giảm lại về đâu cũng không biết luôn, về 900 hay là về 1000 hay có thể về tận 800 hay không thì chúng ta không biết, nhưng cũng rất có khả năng thì chúng ta sẽ cân bằng quanh vùng nào đó. Khi mà chúng ta đổ đèo thì chúng ta phải cân nhắc những vùng đó ta mua, và chắc chắn là không ai muốn là chúng ta đổ đèo cả, nhưng mà để mà an toàn cho chính bản thân chúng ta, an toàn cho khách hàng thì chúng ta cũng phải thận trọng hơn. Đó, thì góc nhìn như vậy thôi. Thì hôm nay cũng mua bán gì cả, hôm nay tập trung về vấn đề đó là phân tích thị trường, góc độ chúng ta và kể cả là mặt cô trước khoảng thời gian. Thì mọi người biết rồi, Fibonacci thì có một cái để chúng ta đo được khoảng thời gian thì đâu đó ở đoạn tháng 2, tháng 3, tháng 4, quý 1 năm 2023 quanh vùng này này thì sẽ một biến động cực kỳ lớn nhá, mọi người thấy không? Đó, quanh vùng này.
thì khi nó chạm vùng này sẽ có một biến động lớn, rất là lớn xảy ra này. Đó, ngay vùng này này, biến động rất lớn xảy ra, chạm với vùng này cái hồi lại này. Đó, cho nên chúng ta có thể đo được là có thể quanh vùng này nhá. Thì câu chuyện của quy trường như vậy, hiện tại thì nó vẫn sẽ nằm dưới đường 20, và khi nào đường 20 chúng ta cứ đi ngang ngang này này. Đó, đi ngang lại như này thì khi đó nó mới xuất hiện một phiên kiểm tra đường 20 xác nhận cực kỳ mạnh và không vượt được nhá. Không vượt được thì nó sẽ cắm xuống, còn vượt được thì nó sẽ lên trên tự đi lại trên đường 20. Đó, còn không vượt được thì nó sẽ cắm. Đó, chúng mình phải chuẩn bị mọi tình huống xảy ra để mùi đánh cổ phiếu nhá. Hiện tại trong tuần của trường chúng ta thì hiện tại vẫn đang nằm dưới đường MA10. Đường MA10 chúng ta hiện tại đang là 1042 và tiếp tục nằm dưới đường MA10 này, một điều tiêu cực không phải quá đẹp nhá. Đấy, và hiện tại thì chạc 1 giờ thì hiện tại chúng ta vẫn tiếp tục vẫn chưa có hiệu là tạo đáy đẹp cả. Hiện tại vẫn đang là đáy hội tụ hay đáy hội tụ nhá, vẫn chưa có hiệu gì đẹp cả. Và chiết thì nếu muốn đẹp thì đánh lên trên một cái rồi quay đầu trở lại tạo hai đáy phân kỳ, thì khi đó mới đủ tự tin để vào mua vâng như vậy. Thì thị trường là như vậy thôi. Còn để nói về câu chuyện hôm nay phải nói một số mã phiếu như là Phát Đạt này. Đó, rồi Loverland này bắt đầu quay đầu trở lại nhá. Quay đầu trở lại. Rồi kể cả một mã phiếu là chúng ta khá bất ngờ, đó là cổ phiếu View. Ngày hôm qua thì bắt đầu tăng trần, hôm nay thì giảm sàn. Rất nhiều người bắt đầu hoảng loạn, lo sợ không biết câu chuyện như thế nào. Thì liệu rằng có giống như những mã phiếu như là Phát Đạt ở những cái phiên này, những cái phiên đâu đó, những cái phiên quanh vùng này hay không, hay là đâu đó mã phiếu Loverland đó phải đâu đó những cái phiên này hay không. Đó, rất nhiều đặt một hỏi như vậy. Thì phải nói một tí thì thời gian vừa qua thì anh Thiện cũng có bắt đáy được mã phiếu Loverland đâu đó là vào ngày này. Đây, không giấu mọi người, vào ngày 28, ngày 28/1. Thì lát nữa mọi người có thể lên lại cái này này, cái 24 giờ mình đi, mọi người đọc bài viết hoàn chỉnh của anh Thiện nhá. Anh Thiện cũng đã viết rồi và chưa đăng thôi, lát thì mới đăng. Đây. Thì câu chuyện sẽ là hồi đó thì có bắt mã phiếu này vào cái ngày đó, ngày 28/11. Hồi đó thì thấy được là cái quá trình từ khoảng 11 giờ đến 11:30 thì hồi đó kê là tận 130 triệu mã phiếu kê sàn, nhưng sau đó chỉ còn có 30 triệu cổ phiếu khi mà thời điểm kết thúc phiên sáng. Thì ngay lập tức thì đặt 500 ngàn cổ phiếu Loverland và mức giá đó là giá sàn, và ngày 11 giờ, ngày 11:48 là bắt đầu kê lệnh khớp đó. Và sau đó thì đầu phiên chiều thì nó khớp luôn. Còn nhiều người đặt sau đó thì không khớp được, tại vì là chỉ vỏn vẹn trong vòng 1 phút sau 11 giờ thôi, xin lỗi, sau 13 giờ thôi là nó khớp tất cả các lệnh kê sàn luôn. Đấy, và bắt đầu sau ngày đó thì bắt đầu là nó không được tăng trần, nhưng sau đó bắt đầu có một xuống tăng cực kỳ mạnh mẽ này, phải không? Và cách bắt cổ phiếu của em Thiện thì em Thiện học theo pháp của một anh người Nhật Bản. Anh này được gọi là huyền thoại cũng như là một thiên tài đầu tư chứng khoán, đó là Takeshin, mọi người có thể tìm hiểu nhé. Tìm hiểu là câu chuyện đầu tư chứng khoán của Takeshin, chia sẻ bí quyết 10.000 lần vốn nhân 10.000 lần vốn nhé. Đấy, thì em Thiện bán ra vào ngày 1/12. Đó, kết quả lợi nhuận là được tầm 9,24%. Thì bắt đáy cho nên mua có 10% thôi. Đây là cái giá vốn này và giá sàn này. Giá sàn là ngày giá 22.234 và giá bán ra 24.35. Thì hiện tại mã cổ phiếu đó cũng không thể nào mà ở được mức giá em Thiện bán ra luôn. Nó vẫn đang ở mức giá tầm 15.5, chứng tỏ là em Thiện bán ra hiện tại vẫn đang lãi hơn so với những người mua vùng dưới này. Là đó là tầm khoảng 40%. Em Thiện vẫn lãi hơn so với những người mua vùng dưới là 40% nhá. Rồi rất nhiều người sau đó thì nhảy vào mua liên tục khi nghĩ rằng đây là cơ hội đổi đời. Và khi em Thiện bán ra lúc đó vẫn chưa nhiều thông tin hay đâu. Những cái đoạn này, ba cái cây nến của vùng này này, bắt đầu những thông tin như là JD Morgan này, một công ty tập đoàn chứng khoán tài chính cực kỳ lớn của Mỹ, bắt đầu nhảy chân vào nghĩ là sẽ thâu tóm này. Đó, và sau đó thì nhiều thông tin tốt được đưa ra, bắt đầu cắm xuống. Bắt đầu đoạn này bắt đầu bùng lên trở lại, bấm xuống tin tốt nữa. Rồi sau đó lại cắm vào lại nữa. Cắm lại bởi thông tin đó là cái mã phiếu BSI bắt đầu kiện rằng là ông này khi cổ phiếu giảm nhiều quá mấy ông thế chấp cổ phiếu cho vấn đề về trái phiếu vân, nhưng mà bây giờ ông không có bồi thường cái kiểu giùm tôi cả, giờ tôi phải bán giải chấp. Và cái này là ngày bán giải chấp của nó này. Đó, ngày bán giải chấp của nó này. Đó, và em thì lấy luôn cái ví dụ của mã phiếu đó là phiếu HPX. Nhiều người cũng thấy được hoa hồng của nó, nghĩ rằng đây mã phiếu giống như mã phiếu Loverland nhảy vào mua thì cũng bắt đầu bắt giao rơi, cuối cùng lại chả được lợi gì cả, bắt đầu cắm đầu luôn. Đó, cứ mua tại vùng này, đó, T1, T2 về, đến mua trần này nhá, mua trần ở đây thì T2 về có thể bán được, nhưng mà bán chưa chắc là bán được tại vì nó nằm sàn luôn rồi. Đó, rồi là sau đó là mình thấy này, liên tục giảm
và nhiều người mua trung bình giá nữa thì cũng chưa chắc có lãi nữa, tiếp tục là cứ cắm xuống liên tục như này, cuối cùng là hiện tại đã lỗ 50% rồi đó. Và câu chuyện bây giờ đến với mã phiếu là phiếu GIL, mã phiếu GIL này. Khi mà câu chuyện xoay quanh vấn đề đó là GIL bắt đầu kiện mã phiếu Amazon, kiện doanh nghiệp Amazon khi mà thời điểm Covid vân vân á, doanh nghiệp nào gặp khó khăn cả, GIL chấp nhận hy sinh một số cái doanh nghiệp khác để tập trung cái đơn hàng cho mã phiếu Amazon này. Nhưng mà Amazon lại thời gian vừa qua, nhưng mà Amazon thời gian vừa qua thì bắt đầu lại trở tay và bắt đầu không lấy ký kết những cái đơn hàng của Will nữa, dẫn tới Will bị thua lỗ thiệt hại rất là nhiều. Và mình thấy này, thời gian vừa qua thì phải nói rằng là trừ cái việc ghi nhận cái lợi nhuận của gọi là nhận thoái vốn bởi một doanh nghiệp tài chính nào đó thì có được một lợi nhuận rất là cao, trừ cái việc đó ra thì lợi nhuận của Will trong cái quý 3 hiện tại không phải quá nhiều, còn bị lỗ nữa cơ nhá. Thì chúng ta đặt một hỏi là không biết nó có giống với nhưng mà phía như Loveland vâng hay không, thì em thì nghĩ là cũng có thể sẽ là một cái phiên nào đó nó giảm về đâu đó sẽ vùng dưới này nữa này, và vùng dưới này phải là cái vùng mà ta nên cân nhắc cho việc là mạo hiểm vấn đề bắt đáy này đó đó. Thì hiện tại mã phiếu này cũng phải là một mã phiếu quá là xấu, nó chỉ là một mã phiếu hiện tại nó xấu chung với cả những ngành dệt may vân vân được thôi. Còn thấy này, rất nhiều mã phiếu hiện tại đơn hàng không có, em thì biết mà, em thì là một trong những người được tiếp xúc với một trong những cái doanh nghiệp nhỏ trong cái gọi là cái tập đoàn khá lớn của mã phiếu TNG đó, một doanh nghiệp khá nhỏ trong đây. Thì mình có trao đổi với một cái anh gọi là giám đốc trong cái công ty nhỏ đó, cũng có một phần nhỏ thôi nha, nên nói rằng là hiện tại nhiều doanh nghiệp dịp may hiện tại gặp khó khăn bởi vì cái đơn hàng bị mất đi rất là nhiều, gần như không có, và những cái đơn hàng trước đó đều ký thời hạn tầm 6 tháng một năm và gần như hết thời hạn thì họ không ký lại nữa. Và tại thời điểm cao trào nhất thì rất nhiều những tập đoàn họ bắt đầu họ đi mua những máy móc về, thay vì họ sử dụng cái phương pháp đó là kinh tế toàn cầu, kinh tế và kinh tế tuần hoàn, họ đi thuê, họ đi mượn những cái bộ máy móc về họ làm, đây họ dùng tiền họ mua luôn, và dẫn tới là cái quá trình khấu hao qua hàng năm rất là nhiều, và thời điểm bây giờ họ không có đơn hàng để bù trừ vào, dẫn tới là họ buộc phải cắt giảm nhân lực, cắt giảm rất nhiều thứ để sống còn nhá. Dẫn tới là hiện tại doanh nghiệp nào cũng gặp khó khăn cả, và Will là một doanh nghiệp rõ ràng nhất, biểu hiện rõ bởi báo chí đăng đàn thôi, còn nhiều doanh nghiệp kia vẫn chưa báo chí giờ đến thôi, và có giờ đến thì chắc chắn sẽ phải nói rất nhiều những thông tin nhá. Thì vào thứ sáu này em thì sẽ làm một cái video cực kỳ rõ ràng mọi người về cả một cái tháng 12, cả một cái năm 2022 và đầu năm 2023 về cái nền kinh tế Việt Nam chúng ta, đặc biệt nhất là về xuất khẩu và nhập khẩu nhá. Cho nên mọi người biết được là hiện tại doanh nghiệp đang gặp khó khăn như thế nào, để biết được là dòng tiền mọi người nên tập trung vào doanh nghiệp nào trong cái thời điểm 2022, 2023 này nhá. Thì đó, tổng quan cho mọi người như vậy. Thì hiện tại mà phiếu nhóm ngành hiện tại thì cũng không có mua bán gì cả, em thì chỉ đang tập trung vào vấn đề đó là chờ đợi cơ hội lớn diễn ra vào thời gian tới thôi. Thì video đã kết thúc rồi. Vào thứ sáu này thì cũng sẽ đề cập cho mọi người thêm về những cái vấn đề như là về game, một cái game đó là nếu như một người đó đoán trúng về cái tỷ số của cái trận AFF Cup thì sẽ được tham gia trực VIP trải nghiệm v.v. nhá. Đấy, thì mọi người hãy nhớ coi video của thị nhá, nhớ nhấn nút thích này, nhấn nút kênh để nhận video của thị sớm nhất này đó. Và cũng như là thứ sáu này cũng sẽ chia sẻ mọi người về vấn đề đó là lãi suất chính phiếu giảm, xin mọi người, lãi suất điều hành giảm này thì có cái chuyện gì liên kết tới lãi suất cho vay, lãi suất huy động hay không, rồi những vấn đề về tỷ giá thời gian vừa qua hiện tại có thực sự là bơm tiền ra hay không đó, thì mọi người cùng chờ đợi xem sao nhé. Thì xin chào mọi người và chúc mọi người buổi chiều vẻ với gia đình. Vâng, mọi người thể nhấn vào trong dưới phần mô tả để tham gia cộng đồng của người đo, một số cái kênh người đo liên kết đây nhé. Chào mọi người nhé.